Hello, Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là tụi mình làm món cháo, cháo từ gạo lứt trắng nàng hoa. Đó, thì nếu như mà bạn có thời gian, bạn hãy ngâm cái gạo này khoảng tầm 4 đến 8 tiếng nha. Đó, còn nếu như mà mình muốn nấu nó nhanh, mình muốn ngâm ít hơn ấy, thì mình sẽ ngâm nước sôi khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Đó, thì nếu mà mình nấu vội á thì mình sẽ ngâm nước sôi cho nó nhanh một chút, thì mình hầm cháo nó sẽ ngon hơn. Đó, bạn có thể nấu lứt trắng nè, hoặc là gạo lứt trắng sáng cù, hoặc là gạo lứt đỏ, lứt đen, gạo lứt bổ ngũ tạng. Đó. Cái bữa hôm này á, là tụi mình nấu cái món cháo này rất là đơn giản, không có bỏ gì hết trơn á, chỉ có gạo thôi, gạo và nước và một chút xíu muối. Đó. Tâm thấy á, là các món cháo nha, đặc biệt là mình nên hầm nồi áp suất, áp suất ga hoặc là áp suất điện. Nếu mà bạn thường xuyên dùng cháo, dùng súp và dùng thực phẩm dưỡng sinh tự nhiên thì mình nên có một cái nồi áp suất ga hoặc là áp suất điện. Áp suất điện thì bạn sẽ chọn nồi áp suất nấu chậm á, đó, hầm nó 1 tiếng 2 tiếng, hoặc là hầm để một đêm tới sáng á, cháo nó mềm nhừ ăn rất là ngon luôn. Cái này là Tâm hầm nồi áp suất bằng ga. Mình sẽ nấu sôi lên và nhỏ ga khoảng tầm 45 50 phút cho đến 1 tiếng, hoặc là hơn 1 tiếng một chút, đó là được. Bạn canh một gạo và ba nước, hoặc là một gạo bốn nước thì tùy mình á, tùy mình điều chỉnh ha, mình quan sát và mình điều chỉnh, muốn đặc hơn thì giảm nước, muốn loãng hơn thì sẽ tăng nước. Đó, chỉ có nấu nấu món cháo gạo lứt trắng thôi, không có gì hết trơn luôn á. Xong rồi sẽ bỏ hai cái món này vô ăn. Hai cái món này đã làm sẵn rồi, rất ngon và rất tiện cho bạn. Đây đây đó là snack đậu gà và trà bông nấm tảo biển, là hai trong số 10 sản phẩm mà tụi mình mới về gần đây đó. Đặc biệt là cái công ty sản xuất những cái dòng sản phẩm organic này á, là ở Cần Giuộc, Long An luôn đó, rất là có duyên luôn á. Vì là Tâm hay hướng tâm á, là mong muốn có những cái thật là nhiều những cái sản phẩm mà theo cái hướng mà cái kiểu mà ăn vặt và chế biến sẵn như vậy nè, để cho mọi người ăn nó tiện lợi á, đỡ phải chế biến hay là nấu nướng cầu kỳ rườm rà đó. Thì tự nhiên vũ trụ dẫn lối cho Tâm kết nối với lại cái công ty này. Thì Tâm có gặp cái chị giám đốc sản xuất cái sản phẩm này rồi đó, chị rất là có tâm trong cái việc sản xuất, và tụi mình đã dùng và trải nghiệm hết những cái sản phẩm này và thấy rất là yêu thích, rất là ngon ngon, cho nên tụi mình thích lắm, thích những cái dòng sản phẩm này lắm, và quyết định là sẽ là nhập về và dùng, rồi sau đó chia sẻ đến mọi người luôn. Đó đó là trà bông nấm và đậu gà, snack đậu gà. Bạn có thể ăn không, hoặc là có thể ăn cùng cháo, hoặc có thể ăn cùng với cơm đó, rất là tiện luôn á. Một hộp á, là gồm có 10 gói, 10 gói snack đậu gà, rồi còn cái trà bông á, thì đó một cái túi như vậy ha. Nếu mà cần sản phẩm mới này thì nhớ nhắn cho tụi mình nha. Rất là đơn giản, chỉ có nấu cháo và ăn với lại hai cái sản phẩm này thôi. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi thôi, Tâm chào bạn nhé, chúc bạn làm nấu món cháo này thật là ngon. Cảm ơn bạn rất là nhiều.